Này là bông mu ghê, giống ở Việt Nam mình, hoa huệ thơm thơm giống mùi thơm hoa huệ. Này 1 tháng 5 là bắt đầu tới mùa bông này nè. Đi vô rừng 2 tiếng đồng hồ hái được nhiều đây nè. Năm nay trời mưa nó mọc nhiều. Quán diện bó bán 1 đồng hay hai euro hay 1 euro gì cũng được. Này bán 1 euro nó lẹ. Ở Pháp mình 1 năm thì được 1 lần đi bán bông. Ai xiên thì đi vô rừng hái về bán mà. Này nó mọc trong rừng nhiều lắm. Bữa trời mưa, năm nay thấy trời mưa không định bán. Giờ mình bó bao nhiêu đây cũng lâu, mấy tiếng nữa. Này ngày 1 tháng 5 là đi ra đường, mỗi người phải mua một bó bông này nè, dắt lên người cho nó hên. Cho nó hên nguyên năm. Hên bán bông. Được bán bông ngày 1 tháng 5 mà. Chỉ được một ngày này thôi, chứ mấy ngày kia mình bán là bị phạt. Này bó xong hết nè. Được 3 két. 1 giờ rưỡi khuya bó mới xong. Sáng dậy sớm đi bán. Hôm nay trời xấu rồi, trời mưa à. Chưa có ai bán hết. Chút nữa mới có đồng, sáng sớm là chưa có người. Không ai chăng vậy? Dạ, personne. Il y a un ennemi ou quoi là? Đấy, on a un magasin de bois, vous voulez pas se mettre ici parce que c'est tout mouillé. Du coup, on a mis tout par terre et voilà. Mais pourquoi? Mais là. Cái chị ăn bún tôm. Chị bên bà bán gần hết rồi. Còn mấy bó à? Au pire, on mange là, là, et après on a fini. On va en faire. Non, on peut pas. Là, comme un petit peu. Coi Selena bán ở đây. Bán khúc nào không thấy. Bàn để vô đồ lịch sử quá. Bà đi à, thấy bác xe. Hai đứa ngồi trên tiệm bánh mì, cái dù màu xanh. Rồi rapide toi. Ah, j'ai raté un jour. Allez, combien de sous là? Allez, 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 combien de millions là? 2 millions. Ouais, ouais. Allez, alors moi je prends les billets. Voilà, ah non, moi je prends plus de lettres. Ouais. Moi j'ai beaucoup de baguettes avec tout ça.
biết được rồi cũng nhiều nó thì dân nó sẽ làm nó sao ủa mình nhắn ra lấy cái đâu nhớ lấy lần mà ta nhớ lấy rồi nhưng mà lão băng xong dê nè như bỏ vô bát rồi không vậy như bỏ vô bát rồi nãy xong dê con rồi rồi nha như xong dê đó thì con kiếm ra đó con tê đi
Là, je te dois tout l'argent. Les 20 euros que je t'aurais donné, c'est là, je t'ai fait tout cadeau. Là. Bien, bien. Oui. T'as 37 euros. Mmh. Et même, ta mère ne te donne pas de soucis. Hein. Mmh. On t'a aidé. Oui. Non, non, mais toi, t'es valide. Tu vas dire, hé, maman, pour 50 euros. Non, non, non. Là, t'as gagné 85 euros. Là. C'est bon. C'est pas mal. Hein. Oui. Il y en a d'autres, tu les gagnes même pas. Et c'est sûr que t'as gagné plus que au Célina. C'est sûr. Bah oui, du coup. Bah oui. Beaucoup de plus de 2 euros.